Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại lô 35, khu Vinacoic, đại lộ Lenin, thành phố Vinh, đã tổ chức lễ khai trương công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Eco. Tới tham dự buổi lễ có ông Ikeda, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn GVB tại Nhật Bản cùng với các vị khách quý. Nhật ngữ Eco được biết đến là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, kỹ sư đi Nhật, du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nhật ngữ Eco tạo nên cầu nối bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu phát triển và xây dựng là một trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam uy tín, chất lượng, góp phần trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn tiếng Nhật, tạo cho những người trẻ Việt những cơ hội lớn được đi du học và làm việc tại Nhật Bản.